Dạ con xin chào các quý thầy. Dạ con xin chào thầy. Hôm bữa con cũng có nhận một câu của thầy, đó là cái câu là đừng quá lo về tương lai. Dạ con thấy là nó cũng đúng, nhưng mà nếu mà mình không lo về tương lai thì làm sao mình có thể chăm sóc tốt được cho bản thân mình. Dạ con xin cảm ơn thầy. Lý do tại sao thầy có câu đó? Các bạn lưu tâm và phân biệt khác nhau giữa trách nhiệm responsibility và lo lắng worry. Rất nhiều người trong chúng ta, phần lớn là người cảm xúc chi phối, ngộ nhận và đánh đồng lo lắng là trách nhiệm. Còn triết lý sống chánh niệm tỉnh thức ở hiện đại của Đức Phật đó, đó là chúng ta giữ trách nhiệm, cam kết với trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm, đóng góp cho trách nhiệm cao quý của mình như một sứ mạng, nhưng không đính hôn, không song hành với nỗi lo. Ví dụ như ngày mai các bạn sẽ tụ trường sau mấy ngày nghỉ Tết, thì cái việc tụ trường đó là chuyện hiển nhiên xảy ra ở khắp mọi nơi trên quả đất này. Lứa tuổi, nhóm tuổi học trò nào, ngay cả sinh viên đại học cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà người bệnh lo đó sẽ bắt đầu suy nghĩ là ngày mai tôi mặc cái gì, mặc đồ mới mua hàng hiệu hay là mặc đồ bình thường, đồ áo trắng hay là đồ áo đỏ, áo hồng, áo cam, tôi có sức nước hoa hay là để bình thường, có cần trang điểm hay là để tự nhiên, mang giày cao gót hay là mang giày bata, đi học á có mang thêm tiền để rủ bạn bè đi ăn hay không cần phải mang gì hết. Ngồi tính và lo đủ thứ chuyện. Đa khi cái công việc của sinh viên học sinh đơn giản là gì? Đến trường để học, chứ không phải mình là đi giữ cái sự kiện gì đâu mà lo dữ vậy. Như vậy những gì nó không liên hệ đến cái công việc của chúng ta mà tâm mình dướng vào nó được xem là lo, cho đó là thặng dư, cắt cái quan bên đó, giảm bớt, khoanh vùng nó để giảm bớt. Thứ hai là đối với những gì nó thuộc về cái quan tâm và trách nhiệm của chúng ta, nhưng mà một số người vẫn bị bệnh lo, đó là lo xa, lo ngắn, lo dài, lo trước, lo sau, phần lớn là lo tào lao. Lo đủ kiểu hết trơn á. Còn người tu học Phật thì không có lo. Chúng ta lên kế hoạch, đặt ra phương án xấu nhất, phương án trung bình, phương án tốt nhất. Khi mình đã có kế hoạch cụ thể cho từng phương án mà tính khả năng xảy ra của nó có thể trở thành hiện thực, thì không có lý do gì để chúng ta phải lo lắng nữa hết trơn á. Mình đã có chuẩn bị hết rồi. Ví dụ như thầy tổ chức một sự kiện ngoài trời đi, thì thầy phải xem, thứ nhất, đây là tháng mùa mưa hay là tháng còn lại không có mưa. Thứ hai, nếu như trong tháng mùa mưa thì cái ngày mình dự kiến tổ chức đó có mưa hay không, dự báo thời tiết cho chúng ta biết. Mùa Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1984 đến bây giờ là thầy năm nào cũng tham gia. Nhiều năm trước thì tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm. Mấy năm gần đây đó thì tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.
Thì đó là giữa tháng 5 dương lịch, và từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch. Thì đại lễ cho toàn thể đó là ngày rằm. Và ngày rằm tháng 4 âm lịch đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh miền Tây đó là mùa mưa. Nhưng mà chưa bao giờ có mưa vào buổi sáng. Nếu có là rầm rầm thôi, sau khi lễ xong là mới mưa. Cho nên á, dựa vào cái lịch sử thời tiết và dự báo thời tiết, Ban trị sự Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trong bao nhiêu năm qua tổ chức Phật đản ngoài trời mà không cần phải lo gì hết á. Thì từ năm 2002 đến 2007 là thầy là thư ký ban văn hóa, 2007 đến 2012 là phó ban văn hóa, 2012 đến 2017 đó là trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua những công việc về bảo tồn mà văn hóa vật thể phi vật thể, các hoạt động văn hóa, triển lãm, tổ chức các sự kiện văn hóa, thì nó còn có biểu diễn hay là hội diễn văn nghệ Phật giáo. Phần lớn là làm trong rạp Hòa Bình hoặc là rạp Lan Anh, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có năm là làm ngoài trời ở tại Việt Nam Quốc Tự. Thì làm ngoài trời mà văn nghệ thì phải làm buổi tối, chứ đâu có thể làm buổi sáng ai đi coi. Ca sĩ thì phần lớn là 11 giờ cho đến 2-3 giờ chiều mới thức dậy, buổi sáng đâu có hơi để ca, mà cũng không có người đi tham dự xem vào cái giờ sáng đâu, tại giờ về tối thôi. Giải trí thì phải thư giãn thì phải là bóng đêm và cái đèn nó dịu dặt, nó nhẹ nhàng thì mới thư giãn được, còn nắng đất giữa trời là không thư giãn được. Cho nên tổ chức ngoài trời thì phải nhờ dự báo thời tiết. Nếu ngoài trời thì đâu có treo rạp gì đâu. Nếu mà treo rạp thì ta làm trong rạp luôn chứ, rồi cái tiền treo rạp nó còn mắc hơn thuê rạp Hòa Bình 80 triệu một đêm. Như vậy khi chúng ta có được những cái kỹ năng đúng với luật nhân duyên và quả thì mình có cần lo nữa không? Không. Nếu như dự báo thời tiết ta báo cái ngày mình muốn tổ chức văn nghệ ngoài trời vào ban đêm và mùa Phật đản là những đêm có mưa thì thôi tổ chức ngoài trời làm gì? Đổi lại phương án ở trong rạp xong. Thì đó là một cái ví dụ để thấy là nếu chúng ta có kiến thức đúng, phương pháp đúng, lộ trình đúng thì quý vị có thể quăng nỗi lo vào trong sọt rác được rồi. Nằm xuống là ngủ. Còn người lo lắng hoài đó, trần trọc, băn khoăn, dắt chẳng thành, chẳng phải yêu nước, chẳng phải yêu gia đình, mà vì cái bệnh lo, cái lo đó hoàn toàn không có giá trị vậy đó. Cho nên đổi nỗi lo thành trách nhiệm và cam kết thực hiện. Thì bằng cách đó đó, các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều các năng lượng không bị mất đi trong những sự dư thừa, để mình tập trung vào những điều có giá trị hơn.